What the hell? Anh Hiếu, anh coi chồng anh với Mai với Đạt làm gì với chồng nè. Tự nhiên giờ này chui chồng làm cái gì á. Mày làm gì vậy? Nhảy anh. Tới giờ làm việc không làm. Rồi tập nhảy. Ai tập từ người nhảy. Chào anh. Không biết nữa. Không biết nữa. Tại cái bài này hay lắm. Nó có con sâu á. Hay cái gì vậy nhảy á. Thôi coi con sâu coi. Rồi mày làm lại không. Thấy dễ không? Hai cái bài là con sâu hay con lên quan. Hai cái bài là con sâu hay con lên quan. Chồng anh vậy á. Chồng anh cứ là uống là được. Không hề nha, chồng tao uống rất là điệu nghệ. Ba nhà bảo nhảy ra thử coi. Ai đó cũng là con sâu này, còn tụi mày là con lan quăng gì á. Không, con sâu này hơi tăng cân nhanh hay là nó như vậy. Bây giờ tụi bay tính tiền bút nhóm nhạc hả? Chuẩn bị diễn văn nghệ. Và chuẩn bị bút nhóm nhạc, tao lo đi học thanh nhạc, lo học nhảy trước. Thì tụi em là đây có về cái chồng đi học thanh nhạc không vậy? Ủa rồi sao tối kêu nhảy với tôi thì không nhảy, kêu nhảy với tôi là né tánh tự nhiên lên đây dạy hai đứa nó nhảy hả? Không dám luôn á. Tại sao không nhảy với con già này? Không, không dám. Rồi con đây tụi bé làm gì đây? Mentor á hả? Nam chun á hả? Em mới khuê đó anh. Hoàng Yến Gió á hả? Chào chị Lan Khuê. Chị Lan Khuê, chị Minh Tú. Trời ơi chưa gì mà có mentor. Tao thấy là kêu host và tao làm host xong rồi đây. Đó. Rồi bây giờ nó nhảy coi. Không được thì tới công việc với tao. Nam chun cho một nét nhạc. Tới rồi. Chị cho là cơ hội nữa. Nếu một cơ hội làm thứ hai mà không được chị cho là em ra khỏi nhà chung. Sao có gì mày vô cái đùng như mẹ á. Tao nhạc có vậy mày biết bấm nhạc không? Không biết. Vừa làm quản lý nhóm nhạc mà có chuyện bấm nhạc mà không biết nữa. Bấm nhạc mà dắt đĩa khang. Quá tệ mình thường chơi đi. Canh á, còn hôm nay đế hai con sao mà làm đầu luôn cái MV của người ta đó. MV này của ai vậy? Của Suzuki San. Rồi sao? Dũng. Với lại Phương Kim Tuyền. Tao thấy ba cái hình dạng này nó không có dúng ba cái bạn có phiên bản gốc cũng nào hết á. Ủa giống Phương Trang. Này là Phương Kim Tuyền mà phiên bản mà phiên bản ông đói. Phiên bản ông đói này. Còn lại là gì? Hồng Dũng Hồng Dũng này sai lắm luôn ấy. Con Jun Kisa là phiên bản lồi mà lồi lắm 100 lần hay 10 lần của con Jun Kisa. Em bỏ cái game luôn á. Ừ mày ổn ghê á. Còn ba đứa bay. Mentor. Hà ba đứa bay. Được 50 ngàn. 50 ngàn nhận tiền về đây làm việc ra muốn tao mới đánh bé xếp tụi bay. Hả? Bà Nam Jun. Còn ba phải ở ra nhà không chịu đi làm hả? Tình yêu giống con sao làm tay nhất đâu.